lập trình game là một ngành học thú vị, đặc biệt là với các bạn trẻ Gen Z, vừa thỏa mãn niềm đam mê được chơi game, vừa là người thiết kế, tạo nên những trò chơi hấp dẫn. Vậy nên ngành học này đã được trường cao đẳng FPT Polytechnic bắt đầu triển khai chương trình đào tạo cử nhân lập trình game nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành game Việt Nam. Và tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên, ngành học này sẽ được tập trung đào tạo trong mùa tuyển sinh năm nay. Ngành game Việt Nam hiện nay đã có nhiều cơ hội trở thành ngành xuất khẩu mới, giá trị cao. Tuy nhiên, nhân lực hiện nay vẫn chưa đáp ứng đủ cho sự phát triển này. Tại các cơ sở giáo dục ở khu vực Tây Nguyên, chuyên ngành lập trình game cũng còn rất mới mẻ. Vì vậy, các doanh nghiệp, công ty có trụ sở ở Tây Nguyên đứng trước việc rất khó tuyển dụng, thiếu nhân sự chất lượng cao cho lĩnh vực này. Với thế mạnh là trường cao đẳng giàu truyền thống trong đào tạo các ngành công nghệ thông tin, trường cao đẳng FPT Polytechnic đã thực hiện đào tạo chuyên ngành lập trình game với mong muốn thúc đẩy mạnh mẽ nguồn nhân sự chất lượng cao, chuyên sâu trong khía cạnh lập trình game, đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của thị trường và các doanh nghiệp đang khát nhân sự lập trình game hiện nay. Tại khu vực Tây Nguyên thì các doanh nghiệp cũng như là các cái công ty công nghệ đều có đang có xu hướng phát triển thêm lĩnh vực game. Tuy nhiên thì cái khó khăn mà họ gặp phải là về vấn đề nguồn lực, và cái xu hướng này nó sẽ tiếp tục gia tăng khi mà tại khu vực có các cái cơ sở đào tạo về ngành cũng như là cung cấp nguồn lực dành cho các cái doanh nghiệp. Tại cao đẳng FPT Polytechnic thì sinh viên không những được học về các môn lập trình từ cơ bản đến nâng cao, mà sinh viên còn được học về thiết kế hình ảnh trong game với Photoshop, rồi học về xây dựng kịch bản và học thêm về các kỹ năng mềm như là kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm hoặc là tiếng Anh trong giao tiếp. Thì những cái điều này sẽ giúp là các cái tiêu chí để sinh viên có thể làm tốt ở các cái vị trí công việc trong một cái doanh nghiệp. Chương trình học tập tại trường cao đẳng FPT Polytechnic sẽ kéo dài trong 2 năm với 6 học kỳ liên tục, 70% thời lượng là thực hành và bao quát toàn bộ quá trình đầu cuối tạo ra game. Do đó, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan, logic về các khâu trong sản xuất game, đồng thời được trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng về lập trình game. Khi theo học chuyên ngành lập trình game, các bạn trẻ không chỉ thỏa mãn đam mê game, mà còn học được các kiến thức thiết kế, xây dựng kịch bản game, lập trình game 2D và 3D, lập trình game Unity đa nền tảng. Theo học tại trường cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Tây Nguyên, các bạn sinh viên sẽ được trải nghiệm môi trường học tập năng động với cơ hội được học tập, làm việc thực tế tại các dự án do doanh nghiệp đặt hàng. Ngoài ra, các bạn còn được trang bị hàng loạt kỹ năng mềm cần thiết trong bối cảnh hiện nay như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng teamwork, kỹ năng sử dụng tiếng Anh.